Thank Derek. What is this? Đỡ hơn chưa em? Dạ. Đỡ hơn chưa? Cái này vẫn mệt mệt anh ạ. Uống thuốc à? Uống nước nha. Vâng. Em xin. Chịu khó nghỉ ngơi vào cho nó khỏe hẳn đi. Vâng. Đấy làm anh sợ quá. Em cũng sợ sợ ấy. Ừ. Nóng anh ạ. Ừ. Anh Tuấn mới lên. Ừ. Đâu về em? Mới lấy củi đi. À. Anh lên lâu chưa? Anh vừa lên một tí. Vâng. Nóng không? Nó bình thường anh ạ. Nó tự khó lắm. Thế em ốm là... Thế anh ở đây nhá. Anh đâu chơi với chị em nhé. Dạ đi đâu? Dạ mình đi thu hoạch đi. Dạ đi làm đấy. Vâng giờ mình đi, nay em đi mình thôi. Mình nghỉ uống nước đấy. Thôi em không muốn đâu. Hãy uống nước nha xong đi. Đi cẩn thận nhé. Chị ở nhà nhé. Xong em đi. Đi cẩn thận nhé. Vâng, đang đi làm gì sớm đấy. Anh ở đây nhé. Ừ, em đi chị ạ. Ừ, đi cẩn thận. Vâng, em đi. Nóng không? Nóng anh ạ, thời tiết này oi thế. Thì cứ ngồi đây mình nghỉ đấy, anh quét cho cái sân thêm. Vâng. Cứ ngồi đây nghỉ đấy anh xem. Để cho nào.
Đây, hướng mắt lên tí. Mặt lên nhỏ nữa này. Nhỏ lên tí nào. Hướng lên. Thank you.
không phải giặt đâu. Anh em đi vào đi. Thôi thôi, cứ để anh làm cho. Đi vào, dạ. Cứ để đấy xong tí em về em giặt cho. Thôi ốm này làm gì, cứ ra ngồi nghỉ, cứ ra ngồi nghỉ. Cứ ra ngồi nghỉ để anh em cho. Em cứ ra cái nghỉ đi, cứ ra nghỉ đi. Xong rồi. Để em bắt cùng cho. Ừ. Này nó to, bắt nó hơi khó. Ừ. Được, ok, em cứ ra nghỉ đi. Cứ ra cái nghỉ ngơi đi. Ooh.
phơi ấy nào mà thế mà không không ai ấy lại cho bảo không em? Gì đây? Ừ, đấy đang về rồi à? Vâng, em về rồi, đi chợ về rồi. Anh giặt cho bộ quần áo. Cứ để em làm cho. Thôi, đây đâu, giặt một tí. Lần này quá. Đâu rồi, đâu. Mấy cháo. Làm gì đấy hả sáng? Đang rửa siêu nước nấu cháo chị anh. Vâng. Để sáng hết chưa? Bây giờ chúng ta cái mình nghỉ tí để anh Thái nấu. Anh ngồi đây mình nghỉ nhé. Vâng. Ừ. Sao? Ngồi đây nghỉ anh cho anh xem Thái làm gì nhé. Vâng. Ừ, bạn có chuyện gì ấy? Anh nhanh đi công việc nhé, giờ đang bận lắm, không có thời gian em nhé. Em muốn gặp anh để nói chuyện một chút cái, có việc, em muốn gặp anh. Anh đang bận lắm, chưa thời gian nữa, thì lúc khác anh nói chuyện nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Ừ, dạ. Thế nhé. Dạ vâng ạ, em chào anh. Ừ, để lúc khác nhé, lúc này rồi anh điện lại nhé. Ừ, rồi.
Ai vừa gọi anh ấy? À, bạn anh gọi. Bạn này? Ừ. Vâng. Xùi cho chín chưa? Đang đun đấy, gần sôi rồi. Bát rồi để anh vào ấy chứ. Chào đấy thế. Vâng vâng, chào chú anh. Hoa dạy ăn. Vâng. Chơi. Mình sẽ ăn cháo đi. Đây, mình sẽ ăn cháo với lần sau. Vâng. Thế anh ngồi đỡ đỡ chị. Mình đỡ chị. Ngồi đây được không? Dạ. Anh cho chị ăn cháo nhỉ nhá. Ừ, ngồi đây. Ngồi đang dọn dẹp đây. Ừ. Ăn nhiều và khó ăn à?
ngon mà, ăn vào là có sức khỏe. Mình đi làm. Nguội lắm. Thôi anh, cứ để em tự xúc thôi. Để anh xúc cho. Em xúc được. Khỏi rồi. Anh ơi, cô để em qua cho. Đây, để em qua cho. Nói chị nhé. Ừ, lấy xong rồi. Được rồi đấy. Anh cứ có quán ăn rồi nhá. Đây xong, ở đây xong có gì chăm sóc chị không? Anh đi có tí việc đấy. Có gì alo anh nhé. Anh đi luôn à? Ừ, có gì alo anh nhé. Vâng. Ừ. Anh về đến. Nhá. Ừ, anh về đấy. Cảm ơn nhá. Ừ, rồi rồi. Chị thấy đỡ hơn chưa chị? Chị cũng đỡ hơn một tí rồi. Vâng, chị ăn hết cái bát đi nhỉ? Ừ. Ăn hết đi cho nó khỏe. Nhá.